Khác với cảnh điều hưu, ế ẩm ở chợ Kiến Đức, trên đường Lê Thánh Tông, kệ bán người mua diễn ra tấp nập. Không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, nhiều mặt hàng được bày bán ở hai bên lề đường, thậm chí giữa lòng đường gây ách tắc giao thông. Những giờ cao điểm, đoạn đường này luôn trong tình trạng kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dẹp của như thế cái đường để cho bà con người ta đi lại cho nó dễ dàng thôi. Chứ còn thực tế ra nói là bà con người ta buôn bán ấy thì coi như phải có chỗ buôn, chỗ bán. Thế như buôn bán làm thế nào mà coi như để cho nó gọn gàng. Là vấn đề cái hệ thống giao thông á, nó cản trở quá nhiều, chỉ lắm lúc nó dễ xảy ra tất cả những cái tai nạn mà có thể là không lường được. Cho nên yêu cầu làm thế nào đó, ở chính quyền thì giải quyết tất cả dọc đường đi để cho nó lưu thông, để cho bà con cho sinh hoạt. Không chỉ ách tắc giao thông, tình trạng buôn bán trên đường Lê Thánh Tông còn gây ô nhiễm môi trường. Đủ các loại nước thải từ sơ chế cá, thịt đến rau, củ quả đều được đổ lênh láng trên đường, làm cho mặt đường dù trời nắng vẫn luôn ướt sũng. Nước thải, rác thải không được xử lý đúng cách, bốc mùi hôi nồng nặc. Mong sao cho cấp trên về giải bớt mấy cái chỗ này nè, cho nó gọn cái đường lại để cho họ đi ra đi vô cho nó dễ. Với mấy người trong chợ họ bán được nữa. Nhiều người bán ngoài này là trong chợ họ ngồi, họ không có bán được, tội họ. Trong kia họ phải đóng thuế mà nhiều người ví dụ bán ngoài này có nhiều hàng đồ dân ra đây bán rồi, trong kia đâu có bán được đâu. Thấy đi vô ế rề trong chợ thấy tội. Tình trạng tập trung buôn bán ở đường Lê Thánh Tông diễn ra đã nhiều năm nay. Ban đầu chỉ một vài hộ đến buôn bán nhỏ với những mớ rau, củ. Càng về sau, cảnh buôn bán ở đây càng tấp nập, dẫn đến tình trạng chợ vắng khách. Và do vắng khách lâu ngày, nhiều tiểu thương trong chợ đã đóng quầy sạp, chuyển ra buôn bán ở đoạn đường này. Những tiểu thương chấp hành quy định bám trụ ở chợ bức xúc, đề nghị chính quyền địa phương kiên quyết giải tỏa tình trạng buôn bán ở đường Lê Thánh Tông, vận động mọi người cùng vào chợ buôn bán, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo phản ánh của nhiều người dân và tiểu thương chợ Kiến Đức, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của huyện đã nhiều lần giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại đường Lê Thánh Tông, nhưng do làm chưa quyết liệt, chưa đến cùng nên tình trạng họp chợ trên đường vẫn lặp lại. Để xảy ra tình trạng tái họp chợ ở đường Lê Thánh Tông gây bức xúc trong nhân dân, ông Hoàng Quang Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Đức cho rằng lực lượng của Ủy ban Nhân dân thị trấn quá mỏng, không thể túc trực hay ra quân xử lý thường xuyên. Để chợ Kiến Đức hoạt động bình thường trở lại, để đảm bảo quyền lợi của các hộ kinh doanh cố định trong chợ và để không còn tình trạng họp chợ trên đường Lê Thánh Tông gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Đắk Lắk cần phải vào cuộc xử lý quyết liệt hơn, tránh tình trạng xử lý nửa vời.